Đây là cái clip mình quay về con heo rừng nhà mình mới vừa sinh sản này. Đẻ được 10 con, mình rất là dễ thương và đẹp đó các bạn xem nè. 10 con rất là dễ thương. 3 5 7. Như ba con này là 10. Heo này heo rừng sọc dưa. Vừa đẻ ra. Thấy heo mẹ tội không? Heo mẹ rất là tội. Thì qua đây thì vài hôm nữa mình sẽ quay thêm cái hướng dẫn khi mà heo rừng sinh sản thì chăm sóc như thế nào và ăn những thứ gì, thì các bạn có thể đăng ký kênh và xem những cách chăm sóc của heo rừng đó. Dễ thương không? Rất dễ thương. Do clip quay ban đêm, heo vừa sinh nên nó hơi tối. Dễ thương quá.
Thank you.